Chỉ có điều là nó hơi bình nữa các bạn ạ. Mình một lúc à. Tình hình là không ổn anh em ạ. Đấy, nhận driver xong. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về mua hàng online giá rẻ các bạn nhé. Và đây là một em Vega với trị giá là 300k. Mình mua của bạn Hồng Quân. Hồng Quân là Phú Thọ các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong nội thất em nó như nào nhá. Em nó đây các bạn này. Ôi giời. Một em Power Color. Con này hết sức quen thuộc luôn các bạn ạ. Con này giống với con hôm trước chúng ta vừa mới xem trên tay các bạn ạ. Nhưng mà con này khác à. Con này rất là nhiều cổng kết nối các bạn nhá. Con trước thì chỉ có một cổng DVI thôi. Đây có hẳn 2 nip lay port, 3 nip lay port, 1 HDMI luôn. Đấy, mặt sau này. Mặt sau có series này, 500 series 4GB này. Tem tiếc thì cũng bay rồi các bạn ạ. Và con này thì nhìn khá là bẩn các bạn nhé. Nó bẩn thôi. Cũng mốc này, mốc meo này. À, các bạn nhìn nhá. Đấy, trâu mà. Mốc meo luôn các bạn ạ. Bên trong thì mình thấy có cái mình bật cho các bạn xem này. Đấy, bên trong là có cái miếng tản nhiệt VRAM này mới thay này. Đấy. Mới tinh luôn các bạn nhé. À, bình thường nó phải cũ xỉn cơ, nhưng đây là mới thay này. Tháo ra đây thì có thể là thay cái tay hoặc là sửa cái gì đó thì mình không biết. Con này cũng ăn một chân nguồn 8 pin này các bạn này. Đấy. Ui giời ơi, con này bụi cả. Bụi mới đất này. Đất nó két vào các bạn nhìn nhá. Ui trời ơi. Két đặc vào luôn các bạn ạ. Tuy nhiên thì cái phần sắt xi chắn này lại rất là đẹp các bạn nhá. Đấy, không hề bị gì một tí nào, nó bằng thép. Nên là nó rất là mới luôn. Cái vỉ mạch này thì mình nhìn thấy nó bụi bám đầy đây các bạn này. Nhá. Bụi bám đầy luôn. Bụi bám đầy như này thì khả năng cao là con này chưa chọc chạch gì các bạn ạ. Cũng có một nút gạt BIOS ở trên này này. Đấy. Cái nút này dùng để nếu mà chúng ta mốt bị sai BIOS chúng ta gạt về. Đấy. Và nhìn đây chúng ta cũng thấy đây. Đấy, có cái tản VRAM mới kìa. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy à. Chứng tỏ con này được vệ sinh khá là kỹ rồi đấy các bạn ạ. Ý giời ơi. Đấy. Và con này thì chắc chắn hơn mấy con trước các bạn nhé. Đấy, con này chắc chắn thôi rồi. Không thể bị ọp ẹp gì cả. Chỉ có điều là nó hơi bẩn nữa các bạn ạ. Mần một lúc à. Đen xi cả bàn tay của mình luôn. Con này không biết nó móc ở đâu ra hoặc là để lâu hay sao ấy. Bẩn thôi rồi. RX 570 4GB các bạn nhé. RX 570 4GB. Con này có hiệu năng ngang với con 1060 phiên bản 3GB ấy. Đấy, tuy nhiên thì bây giờ trâu của loại này nó rất là rẻ các bạn nhé. Rẻ như bèo luôn. Đấy, vì cái tỷ lệ nó bị 2-3 lần cày rồi nên là nó rất là rẻ. Và cái tuổi thọ của nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều luôn các bạn nhé. Và tỷ lệ tèo cao lắm. Ống ở đây nhìn vẫn là sạch này. Mà không biết là con này chạy như này. Thôi bây giờ mình cứ lắp vào các bạn nhé. Có 300k thôi mà. Chúng ta sẽ thử xem sao nhé. Ok đấy các bạn nhé. Mình đã lắp con RX 570 4GB chúng ta ra đây. Đấy, lắp vào cái combo B365. Chúng ta sẽ bật thử xem nó có lên không các bạn nhé. Chúng ta sẽ bật thử xem nó có lên không nhá. 2 3 chạy rồi. Lên không? Chưa thấy gì các bạn ạ. Bật phím lên. Ý. Bật phím sáng không có hình này các bạn này. Đây. Quạt vẫn quay các bạn nhá. Ok các bạn nhá, mình đã vệ sinh lại rồi. Đấy. Chúng ta sẽ bật thử xem sao nhá. Bẩn quá đấy. Trông này, tay à. Chứ con Vega là mình cầm nó bẩn như này. 2 3 chạy rồi. Lên không? Lên 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 các bạn. Lên. Ngon các bạn nhá. Ok các bạn này. Đấy. Đã lên, ngon lành. Đấy, bây giờ vấn đề là phải cắm ổ cứng vào. Test game thử xem nó chạy như nào các bạn nhá. Các bạn chờ một lát đi. Tình hình là không ổn anh em ạ. Đấy, nhận driver xong thì có một màu tím thủy chung trên con RX 574 nghìn chúng ta này các bạn này. Dạ. Tím thủy chung rồi. Bình thường chưa nhận driver không sao, nhận xong một cái thì bị tím. Mình chưa biết tại sao các bạn ạ. Rút ra cắm lại xem nào. Rút ra cắm lại đấy. Bàn phím vẫn chạy này các bạn này. Đấy. Nhưng mà không lên hình nữa rồi. Chưa biết tại sao các bạn ạ. Chúng ta sẽ tắt đi bật lại nha. Ok các bạn nha, mình đã tắt cứng hết các thứ rồi các bạn nhé. Chúng ta sẽ bật lại để xem mà nó có lên hình hay không. 2 3
Đấy, chạy rồi. Liệu có lên hình nữa hay không? Lại vẫn lên. Ấy, vẫn lên các bạn ạ. Kiểu gì ấy nhỉ? Đấy, vừa thì nó bị đỏ quạch, thấy xong rút ra, cắm lại không lên hình. À, chắc là không nhận được driver này các bạn này. Hình lại to này. Con này chắc là nhận driver lỗi hay sao ấy. Chờ xem nào. Lại đẹp. Đúng độ phân giải không nhỉ? Đúng độ phân giải luôn các bạn này. Ấy, khởi động lại đẹp. Ây, chưa biết tại sao. Thôi chúng ta cứ xem cấu hình trước nha. Xem nó có nhận được driver không này. Hiện tại mình chưa cắm ổ game đâu. Cắm mỗi ổ win thôi. Chúng ta sẽ xem nó nhận thế nào nha. Mình sử dụng i3-8001 này. Main là B365 này. RAM là 8 này. Graphic mới nhận này. RX570 4GB này. Nhưng mà không nhận ra là của bên nào các bạn. Tình hình là các bạn ấy, mình vừa mới khởi động vào GTA 5 thôi. Tất nhiên là để cũng setting cũng cao. Nhưng các bạn nhìn nhiệt độ của Vega này dậy rồi. Vừa lấy nó vọt lên 88-89 độ. Quạt này. Các bạn nghe tiếng quạt này. Quạt nó hú á. Ý chà. Lóng đến cảm giác sắp sập này. Chạy cực. Ý giời ơi. Mặc dù là con này được tra keo rồi các bạn nhá. Được tra keo rồi. Thế nhưng mà xem ra là vẫn rất là nóng các bạn ạ. Ui giời ơi. Chạy những con game lặng như này vào vàng một phát là chúng ta biết mặt nhau ngay. Đồ rốt liên tục các bạn ạ. Ui giời. Ui giời nhiệt. Điện áp ăn này khá là bập bềnh các bạn nha. Lúc thì cao lúc thì thấp rồi. Nhưng mà vẫn chạy được. Đấy, chưa treo hẳn nha các bạn nha. Cũng chưa sập. Đấy. Có mỗi tội là hơn nào. Và ra đây có vẻ nó chạy đều đều hơn một chút rồi. Nó không bị cực như vừa nãy rồi các bạn nha. Đấy. Liệu có qua được cái đoạn này không? Ui da. Xem ra là không ngon này các bạn ạ. Đấy là không bằng cái con hôm trước. Con hôm trước nó lỏng lẻo thôi. Nhưng mà nó không đến mức như này các bạn nha. Nó vẫn chạy được. Con này giật tung người lên rồi. Ui giời ôi. Chúng ta sang game khác thử nha. Chúng ta đang đến với Asensi các bạn nha. Trên con 570. Quạt vẫn hú rất to. Nhưng mà nhiệt độ sang đây nó mát hơn rồi các bạn ạ. Khi mà nó tăng như tốc quạt này cái nhiệt độ nó sụt về 70 độ thì chạy có vẻ êm ái hơn. Mỗi tội là hơi ồn các bạn ạ. Ồn quá ồn ào luôn các bạn. Chứng tỏ là con này trước đấy khá là nóng nên là đã được vệ sinh tra keo rồi thay cả cái tản nhiệt cho VRAM rồi. Nhưng mà nó vẫn không ăn thua các bạn. Nó vẫn nóng. Quạt Vega của chúng ta đang tắt tốc, mắc tốc đấy các bạn nhé. Như này là mắc tốc ấy. Mắc tốc trong MSI-Aptober là mắc tốc này. Quạt cú âm mỹ này. Đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn chạy được và chưa sập đâu. Thế nhưng mà nóng và ồn ào như này thì chẳng biết là nó sẽ chạy được bao lâu. Ở đây thì nói chung là giá thành của nó thì cũng không cao. Nên là chẳng may có tẹo thì chắc là thôi. Coi như đen các bạn. Đấy. Vẫn chạy được các bạn nhé. Chém nhau vẫn được. Đấy. Sang đây quạt nó hú lên cái nó mát hẳn cái đấy thì lại chạy ổn. Chúng ta sẽ sang game khác thử nha. Chúng ta đang đến với God of War các bạn nha. Một con game say Vega thì tốt. Đấy. Sau cái game đầu tiên chập choạc ở GTA 5 khi mà nhiệt độ nó quá cao một cái và con Vega này của chúng ta tự tăng tốc lên, tăng tốc quạt lên cái thì cái nhiệt độ của nó giảm xuống còn dưới 80 cái thì nó chạy tương đối là được các bạn nhé. Đấy. Chưa thấy có lỗi gì cả. Ê, mới hay như vậy. Mỗi tội là đau đầu. Con này mà chơi buổi tối thì thôi chắc là nhức đầu lắm các bạn. Không thì chịu được nhiệt, nhất là đêm về yên tĩnh ấy. Mà cái nước u kiểu này dễ uống thuốc đau đầu mà chơi game quá. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại nó vẫn chưa phát sinh thêm lỗi gì ngoài cái lỗi mà vừa lấy bị đỏ màn khi mà nhận được driver xong các bạn nhé. Đấy, còn chưa thấy phát sinh thêm lỗi gì cả. Thấy nó cũng khá là hay và lạ. Nói chung là với những cái con cũ này nhờ chúng ta mới gặp được nhiều cái sự cố mà chúng ta chưa thể biết bao giờ. Đấy. Nên là nó cũng là một trong những cái kinh nghiệm để chúng ta test những con Vega sau này. Chúng ta lại sang những khác nha. Ok các bạn nha, chúng ta đang đến với Tomb Raider này. Đấy. Tất cả những cái game mình test đều là những cái game say Vega cực kinh. Nhưng mà đến thể tại một con này nó rất là đau đầu. Nhưng mà nó vẫn đang chạy được các bạn ạ. Đấy. Quên không hiện cái phần xung của con Vega lên rồi, xem nó có đúng không rồi. Nhưng mà nó ăn trên 100W điện như kia chắc là đúng các bạn.
và sang đây nó lại chạm ngưỡng 80 độ, 82 độ so với những cái game cũ rồi. Automator là một trong những cái game khá là lâu rồi đấy. Thế nhưng mà Vega Lào nó cũng sai mắc được, mặc dù cái setting của nó chỉ ở V2 thôi, không có dây chi sinh chi xeo gì cả. Thế nhưng mà cái tối ưu hóa về cái cấu hình của nó kinh thật, các loại gì vào nó cũng thể sai mắc được và loại gì vào chơi cũng vẫn ngon, kể cả những con cùi bắp này và kể cả những con như 6800T hôm trước hay là những con cao hơn như kiểu 3090 thì nó vẫn cứ sai mắc được. Sang này 68 độ lại 68 độ các bạn ạ, ui giời ơi, con này nhiệt độ cao vãi cả hàng luôn. Cái này qua cái màn này như thế nào anh em nhỉ, hôm nay anh em chỉ mình cái mình qua lốt. Đấy, đến thời điểm hiện tại thì chưa thấy có phát sinh lỗi gì lặng hơn các bạn nhá, ngoài việc là chất nóng và ồn ào. 87 độ rồi các bạn này, đấy nóng và ồn ào các bạn nha. Chỉ có 300k thôi, anh em nào thích thử thì có thể inbox cho mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.